trước mắt các bạn là cái tủ lạnh của tôi. Bây giờ tôi mở ra, các bạn thấy trong đây có những gì? À, trong đây có sữa. Đây là sữa Vinamilk, là sữa tôi rất thích. Nhưng mà tôi chỉ không thích là cái nắp nhựa thôi, bởi vì cái nắp nhựa này nó, nếu mà bị thải ra bên ngoài nó sẽ làm ô nhiễm môi trường rất là nặng. Tôi thích cái nắp giấy hơn. Ước gì sữa Vinamilk sẽ không dùng nắp nhựa mà chuyển sang dùng nắp giấy. Thì ở trên mạng tôi thấy các bạn quảng cáo uống nước uống tăng lực vào rất là khỏe mạnh, nên tôi mua về uống thử coi có khỏe mạnh hay không. Rồi bây giờ sẽ uống thử. Hùi ra. Sau khi uống thử vào một miếng, tôi thấy cái nước này nó rất là thơm. Không biết nó bỏ cái gì mà thơm ngon quá vậy ta. Ngon lắm các bạn ạ. Uống thêm một hớp nữa. Uống hớp thứ hai thì tôi vẫn thấy rất là thơm và chua. Tôi cảm thấy rất là tỉnh táo, rất là thoải mái. Rất là đã luôn á các bạn. Uống thêm một miếng nữa. Wow, cảm giác rất là tuyệt. Nhưng mà xong, lúc này là tôi cảm thấy hơi bị chóng mặt rồi. Tôi thấy rất là chóng mặt. Dạ. Mặc dù cái nước này rất là ngon, nhưng mà tôi uống vô tôi ba hớp là thì tôi lại bị ói giận ra bên ngoài. Tôi uống không được. Tôi cảm thấy rất là chóng mặt các bạn ơi. Thật sự là tôi nghe một cái câu chuyện là một cái chú lái taxi á, mỗi lần mà buồn ngủ thì chú đều uống cái nước này vô, rất là tỉnh táo. Nhưng mà sau vài năm thì chú bị nghiện uống cái nước này. Nếu mà không uống thì chú sẽ không lái xe nổi. Và cơ thể của chú á, có triệu chứng là rất là bị nhức mỏi. Mỗi lần không uống thì cảm giác rất là nhức mỏi. Giống như tôi chỉ uống được 3 hớp thôi là tôi cảm thấy là mệt mỏi. Tôi nghĩ trong cái thành phần của cái nước này nó có rất nhiều hóa chất kích thích cơ thể, làm tỉnh táo, nhưng nó sẽ gây hại. Cái gì nó cũng có lợi và cái hại, mà tôi nghĩ là cái hại nó rất là nhiều. Bởi vì tôi uống vô bao nhiêu là tôi đã hỏi ra bấy nhiêu rồi. Và cái đầu của tôi bây giờ rất là chóng mặt. Tại sao tôi làm cái clip này để nói cho các bạn biết đừng nên lạm dụng nước uống tăng lực, nó không có tốt cho sức khỏe. Và tôi nghĩ là những bạn người cá mà muốn thành tiên cá là mấy em phải bỏ uống cái nước này. Hiện tại trên YouTube á, tôi thấy nhiều bạn rất là vì review là làm những cái chia sẻ về uống cái nước này nước kia, khen nó rất là ngon. Nhưng mà tôi sẽ dùng cái khả năng tiên cá của mình để test tất cả những loại nước trên thị trường cho các bạn thấy cái nước nào nên uống và không nên uống. Thì tôi thấy là cái nước này không thích hợp cho các bạn người cá rồi. Chắc chắn là như vậy. Tôi cảm thấy rất là mệt mỏi luôn, rất là nhức đầu sau khi uống cái này vào. Và chắc cái nước này tôi sẽ dùng để rửa bồn cầu, bởi vì cái mùi của nó rất là thơm. Vì lỡ mua vô nhiều quá rồi không uống thì uổng đúng không? Thì sẽ dùng cái nước này để khử mùi, mấy cái mùi tanh hôi ở trong nhà vệ sinh á, tôi nghĩ rất là hợp lý. Thì đối với các bạn mà muốn trở thành người cá mạnh khỏe thì không nên uống nước này nha. Nước này không dành cho người cá của chúng ta. Chúng ta cần tập luyện để tăng thể lực, và cái nguồn năng lượng đó tự chúng ta tạo ra, chứ không phải dùng một loại hóa chất nào đó để cung cấp vào cơ thể chúng ta để tạo ra năng lượng cho chúng ta. Chúng ta không lấy năng lượng nhân tạo từ hóa chất, mà chúng ta tự tập luyện tự nhiên để có được nguồn năng lượng đó. Thì bây giờ tôi cảm thấy rất là nhức đầu và chóng mặt, chứng tỏ trong nước này hóa chất rất là nhiều, rất là độc hại. Tôi muốn các bạn thật sự có thể thành những con người có nhiều sức khỏe và trí tuệ, nên tôi sẵn sàng chống đối lại những cái bất thiện. Giống như những người mà người ta thiếu ý thức xả rác, thì tôi phải lấy bản thân mình đi nhặt rác để cho mọi người hiểu được việc nhặt rác là quan trọng. Còn những bạn mà thấy người ta xả rác là cứ vẫn để yên cho người ta xả rác, đó là một hành động tiêu cực. Thì các bạn, cho dù là người cá, các bạn cũng sẽ không thể tiến hóa thành tiên cá được. Giống như thấy trên mạng người ta làm việc xấu mà các bạn cứ để thờ ơ như vậy, mà mình không có cảnh tỉnh họ, thì cái ác, cái bất thiện ngày một nó tăng cao. Nên tôi dám chống lại những điều tiêu cực trong xã hội, là những việc làm xấu ảnh hưởng đến các bạn nhỏ. Các bạn là những cái trang giấy trắng mà bị những cái người chỉ vì những lợi nhuận, chỉ vì đồng tiền, muốn lợi cho bản thân mà làm những hành động tiêu cực để dụ dỗ các em nhỏ làm những việc xấu, ăn uống những cái thứ dơ bẩn độc hại, không có lợi cho sức khỏe của các em. Tôi biết nói xấu người khác là không tốt, nhưng mà tôi nói xấu có căn cứ. Tôi dám chống lại cái xấu để cho cái tốt nó được tăng trưởng. Vì thế, ai làm gì sai, tôi sẽ phản đối, sẽ chỉ rõ cho các bạn biết đâu là đúng, đâu là sai. Nên tôi nghĩ là biết tất cả, cho bạn biết những điều cần thiết. Nên tôi không ngại mà chống đối lại những thứ tiêu cực trên cái thế giới này. Và đây là loại nước uống không hợp cho người cá, thì tôi nói thẳng là như vậy. Không chỉ là Red Bull mà những cái nước tăng lực trên thị trường tôi nghĩ là không tốt cho sức khỏe của người cá. Tôi đã uống và ói ra liền. Đó là cơ thể của tôi, nó rất nhạy cảm với những thứ hóa chất độc hại. Nên những gì hại là nó sẽ tự thải ra ngoài liền.
chứ nó không có ngấm vào gan để sau này phát tán thành bệnh ung thư hay là các căn bệnh nguy hiểm thì trở thành người cá. Các bạn luyện tập có sức khỏe, người cá sẽ giúp các bạn có sức khỏe ngày một nhiều hơn. Còn người thường họ cần cái năng lực nhanh chóng này để làm một cái việc gì đó, giống như là cái chú taxi đó đó. Bởi vì muốn đảm bảo an toàn cho khách của mình nên bắt buộc phải uống cái này để thức đêm đi làm kiếm tiền về gia đình nuôi con cái này kia, nên họ bắt buộc phải uống cái nước này. Còn mình là người cá, mình không cần phải uống cái nước này để có được cái nguồn năng lượng tức thời đó, nhưng mà nó sẽ hại về sau ha. Các bạn hiểu rõ rồi đúng không?